Vấn nạn thả thính giờ đây nhan nhản khắp nơi. Nhà nhà thả thính, người người thả thính. Rõ ràng việc kêu gọi ngưng thả thính không có tác dụng gì, bởi đó là quyền của mỗi cá nhân. Vậy điều chúng ta có thể làm là gì để không bị dính bả? Dính thính, trách thủ phạm hay nạn nhân? Nếu lướt qua một vòng trên các trang confession hay ngồi nghe mấy đứa bạn kể chuyện, hẳn các bạn cũng không còn xa lạ gì với những câu hỏi như: hôm vừa rồi cô ấy thả tim status của mình, có phải cô ấy thích mình rồi không? Hay: hôm nay anh ấy lấy xe ra cho tao cơ, bật đèn xanh rồi đây. Rất nhiều lời nói, tin nhắn và hành động của các crush của bạn lúc này sẽ được phân tích, mổ xẻ, sâu chuỗi và dẫn tới một kết quả có lợi cho bạn: anh ấy, cô ấy có cảm tình với mình. Nếu cho một người ngoài đọc qua những tin nhắn hay status đó, có thể họ sẽ không tìm thấy gì đặc biệt. Về nghĩa đen, nó chỉ đơn thuần là những trao đổi của những người bạn bình thường. Kể cả việc hai người cùng đi uống nước cũng không nói lên được điều gì trên mức bạn bè. Có thể đó đơn thuần chỉ là vì người đó đang buồn chán, muốn có bạn bè, bất kỳ ai cũng được để giao lưu cho vui. Cũng có thể người đó coi bạn là bạn thân và muốn gọi bạn tới để chia sẻ. Nhắc lại, vẫn chưa có gì trên mức tình bạn. Vậy còn nghĩa bóng thì sao? Ẩn ý gì nằm đằng sau những hành động, lời nói hay tin nhắn của người ấy? Một sự thật đáng buồn là chúng ta sẽ không bao giờ biết được chính xác người khác nghĩ gì. Vậy nhưng chúng ta cứ lao đầu vào, cố tìm cho ra ẩn ý đó. Và thế là chúng ta lại rơi vào cái bẫy tâm lý, muốn được biết điều có lợi cho mình. Trong đầu bạn đang rất mong muốn một cái kết đẹp, nên thậm chí ngay cả khi bạn biết một cử chỉ nào đó của crush chỉ là rất vô tư, một cử chỉ mà người ấy có thể đã làm với rất nhiều người khác, không chỉ riêng một mình bạn. Nhưng mà khi người ấy làm điều đó với bạn, bạn lại ngay lập tức tự sắp xếp lại các sự kiện, hành vi và những trao đổi trước đó thành một trật tự đảm bảo dẫn tới cái kết mà bạn đang mong muốn. Cũng giống như việc bạn cố tình cháo lại bài để được những quân bài tốt vậy, bạn đang tự huyễn hoặc bản thân mình. Như vậy, việc chúng ta dính thính là do crush thả thính hay là do chúng ta tự bản thân suy diễn và tự nguyện đớp thính? Tôi có người bạn vừa tỏ tình thất bại. Lúc buồn, cậu ta ngồi liệt kê cho tôi đủ các loại tín hiệu nghe rất là xanh, bao gồm từ việc đi chơi cùng, selfie cùng, thả tim comment, vân vân. Chắc mẩm là sẽ thành công. Thế mà cuối cùng lại tạch. Thế là cậu ta kết tội cô gái kia là lừa đảo. Vậy nhưng khi tìm hiểu về cô gái kia, tôi thấy cô ấy làm tất cả những điều đó với tất cả mọi người. Ai comment cô ấy cũng thả tim, cũng reply. Vào album ảnh thì thấy cô ấy selfie với hết người này tới người kia, cả trai cả gái. Nếu có rút ra kết luận gì, có chăng cũng chỉ là cô ấy là một con người thân thiện, thích giao lưu. Đơn giản vậy thôi, nhưng anh bạn tôi lại rơi vào cái bẫy tâm lý huyễn hoặc kia, rồi lại đổ lỗi cho cô bạn, trong khi cô ấy có thể không cố tình thả thính ai cả. Có thể cô ấy là một người thích làm tâm điểm của sự chú ý, và khi bạn trao cho cô ấy sự chú ý đó, cô ấy thích thú và phản hồi nhiệt tình. Nhưng cô ấy không cố tình muốn tạo cho ai ấn tượng là cô ấy đang có cảm tình với người kia. Việc có ấn tượng đó hay không nên bắt đầu từ sự kiểm soát suy nghĩ của bên mình trước đã. Tôi không nói là ngoài kia không có những người dù là nam hay nữ cố tình nhét thính vào mồm các con cá vô tội bằng những lời nói lả lơi, những cử chỉ thân mật như nắm tay ôm ấp vân vân. Nhưng trừ phi họ có những hành động hay lời nói rõ ràng như vậy, thì khi đó chúng ta mới là những người được nắm trong tay quyền lựa chọn suy nghĩ đó là thính hay chỉ là những điều bình thường. Lưu ý, đừng vội vã đánh giá một ai đó. Với phần đông nhiều người, việc ôm ấp hay nắm tay ai đó là những cử chỉ dành cho người yêu nửa kia. Nhưng có một số người với lối sống thoáng hơn, vô tư hơn, thì đó chỉ đơn giản là những hành động thể hiện tình thân với những người họ yêu thương, quý mến. Hãy xem những điều mà bạn cho là đặc biệt của người ấy dành riêng cho mình, có được dành cho cả những người khác hay không. Né thính, hãy luôn bắt đầu từ tình bạn. Thứ nhất, các mối quan hệ tình cảm bắt nguồn sau khi làm bạn một thời gian có xu hướng bền lâu hơn những mối quan hệ được lập nên một cách nhanh chóng. Lý do là khi làm bạn, cả hai người đều là chính bản thân mình mà không bị sức ép về thời gian hay phải dở chiêu trò để tán tỉnh đối phương. Hai bên có thể cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với nhau mọi việc, cả điểm mạnh lẫn điểm tốt, cả lúc xinh đẹp lẫn xấu xí. Có cơ hội quan sát cách người kia đối xử với những người xung quanh thế nào, có những lúc giận lẫn nhau. Như vậy, sau một thời gian, cả hai sẽ có đủ thông tin tương đối chính xác từ đối phương để biết được rằng liệu hai người có hợp nhau hay không. Từ đó, nếu hai người quyết định tiến tới, chắc chắn chất lượng của mối quan hệ sẽ rất cao. Thứ hai, tác dụng phụ của việc ngay từ đầu đã xác định làm bạn trước đã, thay vì lao ngay vào tâm thế phải có anh ấy, cô ấy làm người yêu, là giúp bạn miễn nhiễm với thính. Thử tưởng tượng bạn có một người bạn thân khác giới, bạn coi nó như người anh em nếu bạn là nam, hoặc người chị em nếu bạn là nữ. Vậy mỗi khi người đó có những cử chỉ thân mật, thậm chí ôm vai bá cổ bạn, bạn có nghĩ là nó có cảm tình với mình không? Tôi cá là không rồi. Bạn sẽ chỉ cười một cách thoải mái và đáp lại vui vẻ như những người bạn với nhau, và bạn sẽ không đối xử khác đi với người ấy khi người đó có những hành động như vậy. Khi đặt mình vào tâm thế cứ bắt đầu là bạn đã, bạn thậm chí còn không thấy thính, đừng nói tới việc đớp thính. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta không nên tán tỉnh ai đó sao? Mục đích của việc tán tỉnh một người là muốn người đó có cảm tình đặc biệt với mình, một nhu cầu tự nhiên của con người. Nhưng cách thức tán tỉnh mà đa số mọi người dùng ngày nay lại dễ dẫn tới những cái kết xấu xí. Vì tôi là đàn ông nên phần này của bài viết cũng chỉ dám dựa trên những quan sát của bản thân từ phía phái mạnh.
sai lầm khi tán tỉnh. Hai trường phái mà nam giới hay dùng khi tán tỉnh phái đẹp là trường phái 1, kiểu sành sỏi. Đây là những người có kinh nghiệm trong việc tán tỉnh, có bài bản, quy tắc, kéo thả chẳng hạn, thậm chí công thức cho từng loại đối tượng. Kiểu này thường sẽ điều chỉnh hình ảnh bên ngoài của bản thân cho phù hợp với đối tượng họ đang tán tỉnh. Nhưng điểm chung là hình ảnh này không phải là con người thật của họ. Kết quả là sau khi yêu một thời gian, cô gái sẽ phát hiện ra người ấy không như mình nghĩ, giận dữ và chia tay. Người ấy có cớ để tiếp tục đi tìm đối tượng khác. Trường phái 2, kiểu cún con. Đây là những người mà chị em hay gắn cho cái mác trai tốt hay trai ngoan. Những người này thường không có nhiều kinh nghiệm trong tình trường hoặc quá thật, nên tất cả những gì họ làm khi muốn tán tỉnh một ai đó là dốc hết tình cảm của mình ra ngoài. Và nếu bạn đọc những bài viết trước đây của tôi, bạn sẽ nhớ đàn ông thể hiện tình cảm bằng cách bảo vệ và chu cấp. Và đó là những gì các chàng trai tốt hay làm. Họ nâng niu chăm sóc, mua đồ ăn, quần áo, trang sức cho người họ yêu, sẵn sàng quên cả bản thân vì họ, làm theo mọi thứ họ yêu cầu. Kiểu này thường sẽ dẫn tới hai hệ quả: hoặc là cô gái từ chối một người đàn ông không có lòng tự trọng chính kiến, hoặc cô gái sẽ mở lòng từ bi thương hại, nhưng cậu trai tốt sẽ phải liên tục oằn mình đáp ứng cô ta tới mãi về sau. Happy ending sau khi tán tỉnh nhau không phải là không có, nhưng với tần suất các câu chuyện được chia sẻ trên mạng hay nghe từ bạn bè, tôi nhận thấy đa phần đều có một kết cục không được tốt đẹp cho lắm. Nhiều người khi nghe tôi hỏi tại sao anh lại muốn tán cô ấy, có chung một câu trả lời: vì trông xinh xắn dễ thương. Ngoại hình đẹp của một cô gái có thể khiến rất nhiều anh tơ tưởng và lao đầu vào tán tỉnh. Và mối quan hệ dẫu có thành cũng chỉ dừng ở đó, lợi dụng thể xác, không hề có một chiều sâu nào về tâm hồn, thậm chí không cần quan tâm tới sự tôn trọng lẫn nhau, chỉ cần soạc được là đạt được mục đích. Cũng phải thôi, làm sao có chiều sâu được khi mà mới chỉ nhìn lướt qua, hoặc được 2-3 buổi đã muốn người ta làm người yêu của mình. Làm sao mà có được sự bền vững khi cả hai đều chưa biết gì nhiều về nhau ngoài những thông tin cá nhân căn bản. Nhưng tôi quen cô ấy lâu rồi, hiểu rõ rồi tôi mới tán. Nếu hai người đã quen nhau lâu thì hẳn cả hai đều biết về nhau quá rõ. Như vậy việc có cảm tình với nhau hay không đã phải xác định được. Nếu thích thì không cần tán, chỉ cần ngỏ lời. Nếu đã không thích thì có tán cũng không đổ. Và chính vì đã quen biết lâu nên dù bạn có cố biến thành người sành sỏi hay cún con, cô ấy cũng không bị lừa vì cô ấy đã biết rõ con người bạn rồi. Ngoài ra, việc tán tỉnh sẽ làm bạn đánh mất chính bản thân mình. Dù cô ấy có là người lạ đi nữa, có nảy sinh tình cảm với bạn thật đi nữa, thì người cô ấy yêu cũng không phải là bạn, mà là hình ảnh bạn tạo ra trước mắt cô ấy. Bạn chỉ có thể tung ra các chiêu trò, xảo thuật tâm lý một cách hoàn hảo khi bạn có cái đầu thật lạnh. Nói cách khác, khi bạn không có bất kỳ kết nối cảm xúc chân thành, có chiều sâu nào với người ấy. Các bạn gái nhớ nhé, dù là đàn ông, nếu họ thực sự yêu bạn, họ đôi lúc sẽ có những cử chỉ khá bối rối, vụng về trước bạn. Nếu bạn thấy một chàng trai mà mọi hành động, lời nói của anh ta đều hoàn hảo như soái ca, đó là vì hoặc anh ta không có hứng thú gì với bạn, hoặc anh ta là một người diễn giỏi và đang muốn đưa bạn vào chồng. Việc làm cún con có thể làm cho các cô gái siêu lòng, nhưng sẽ rất dễ làm bạn rơi vào cái bẫy. Bạn phải liên tục đáp ứng nhu cầu của người kia để duy trì tình yêu. Chỉ cần bạn dừng lại để sống đúng là mình, có chính kiến của riêng mình, những quan điểm có thể trái chiều với cô gái, cô ấy sẽ cho rằng bạn không yêu cô ấy nữa, rằng trước đây bạn lừa cô ấy, và đúng là lừa thật, và từ đó dẫn tới chia tay. Từ các điều trên, một lời khuyên tôi muốn dành cho các bạn nam là đừng tốn sức bày mưu nghĩ kế. Kể cả có thành công, chất lượng mối quan hệ và cả chất lượng cô gái mà bạn có được cũng không làm bạn hạnh phúc được đâu. Phần tiếp theo sẽ được dành để nói về cách đàn ông chúng ta vừa hấp dẫn được nữ giới, vừa tự tin là chính bản thân chúng ta. Là chính mình. Để thực sự biến một người phụ nữ thành của mình, người đàn ông phải kích thích được cô ấy trên cả hai mặt, tâm lý và thể xác. Về tâm lý, là khi cô ấy thấy được sự thành công hoặc tiềm năng thành công của một người đàn ông. Đọc lại những bài trước đây của tôi như Phụ nữ cần gì, các bạn sẽ thấy điều này không hề thực dụng, mà là thực tế và khá công bằng. Đàn ông cần sắc, phụ nữ thì cần tài. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là bạn không nhất thiết phải ngay lập tức có sẵn tiền tài địa vị, cũng không cần phải có quá nhiều các thứ ấy mới có được người yêu, mặc dù là có thì cũng là một lợi thế. Về mặt tâm lý, phụ nữ không thực sự quá chú trọng vào mặt vật chất. Những người chỉ chú trọng vào vật chất trước mắt chắc chắn cũng không phải là những người mà bạn muốn có trong đời, phải không? Họ muốn xem bạn có đủ những yếu tố để trở nên thành công trong tương lai hay không. Định nghĩa về thành công ở đây phụ thuộc vào mỗi cá nhân, nhưng mức sàn sẽ là đủ để lo cho cô ấy và con của cô ấy nữa, một cuộc sống đầy đủ. Còn mức trần thì kỹ năng, tài năng của bạn càng tỏa sáng thì cô ấy càng thấy bạn hấp dẫn. Đây là lý do vì sao có những họa sĩ hay cầu thủ dù chưa nổi tiếng hay giàu có vẫn có thể có những cô gái đẹp vây quanh. Khi xét tới các yếu tố để thành công, phụ nữ sẽ đánh giá bạn ở 3 khía cạnh: cách bạn đối xử với những người xung quanh, cách những người xung quanh đối xử với bạn, và cách bạn đối xử với bản thân. Bạn sẽ không thể thành công nếu bạn luôn coi thường mọi người, luôn cho ta là nhất. Bạn cũng không thể thành công nếu mọi người xung quanh không coi trọng lời nói của bạn, luôn ghét bỏ bạn, dù bạn có thể hiện là người tốt thế nào trong mắt cô gái đi nữa.
và bạn cũng không thể thành công khi bạn lười nhác, không có ý chí, luôn đổ lỗi cho cuộc đời sau mỗi thất bại. Ngược lại, nếu bạn đi tới đâu cũng đối xử với mọi người một cách hòa nhã, thân thiện, mọi người ai cũng yêu quý bạn, hồ hởi bắt chuyện với bạn, và bạn luôn kể về những kế hoạch phát triển bản thân của bạn cho cô ấy, và cho cô ấy thấy mình thực sự đã, đang và sẽ thực hiện chúng, chắc chắn bạn sẽ trở nên rất hấp dẫn trong mắt cô ấy. Tips cho các bạn gái: hãy đánh giá một người đàn ông dựa vào cách anh ta đối xử với người có địa vị thấp hơn anh ta. Vậy chúng ta nên làm gì để có được những yếu tố thành công đó? Hãy đầu tư vào bản thân nhiều hơn là đầu tư cho người ấy. Hãy tập trung vào sự phát triển của cá nhân, bồi dưỡng tâm tính, ý chí, tính bền bỉ. Đọc sách, học một nhạc cụ nào đó, chơi thể thao, học cách phối đồ sao cho đơn giản mà vẫn đẹp, không nhất thiết phải sử dụng hàng hiệu. Ra ngoài nhiều hơn, học cách giao tiếp với mọi người, vân vân. Và hãy nhớ, để có được tình cảm chân thành từ mọi người, chúng ta phải dành cho mọi người sự chân thành trước tiên. Tất cả những việc đó sẽ làm cho chất lượng cuộc sống của bạn không bị phụ thuộc vào crush nữa, mà nằm hoàn toàn trong tay bạn. Khi bạn nâng được giá trị của bản thân lên, tự khắc bạn sẽ thu hút những đối tượng có cùng chung tầm giá trị với bạn. Vì vậy, nếu bạn không có nhiều giá trị nhưng lại giỏi dùng mưu mẹo để cua gái, đừng ngạc nhiên khi những cô gái bạn có được cũng chỉ có bấy nhiêu giá trị mà thôi. Về thể xác, việc tiếp theo là kích thích phụ nữ về mặt sinh lý. Dù mục đích của bạn chỉ là để thỏa mãn nhu cầu tình dục hay muốn có mối quan hệ lâu dài, thì ngoại hình cũng rất quan trọng. Đó sẽ là tiêu chí đầu tiên làm phụ nữ có nhu cầu muốn tìm hiểu cái nết của bạn. Biết chăm sóc bản thân đúng mực cũng là một trong những tiêu chí đánh giá khả năng thành công của bạn. Bên cạnh đó, phụ nữ rất thích cảm giác được theo đuổi. Vậy làm thế nào để đàn ông chúng ta vừa theo đuổi lại vừa giữ được con người mình? Sau khi đã có được sự tự tin đích thực, những giá trị đích thực chứ không phải màu mè, cả trong lẫn ngoài, bạn hãy chủ động tiến tới và nói với cô gái một cách thành thực và thẳng thắn, gửi tới những thông điệp đại loại như: chào em, anh là ABC, anh biết chúng ta không biết nhau, chỉ là nãy anh thấy em nhặt miếng rác của bác kia vứt xuống bỏ vào thùng. Anh thấy đó là hành động rất đáng quý, nên nếu em chưa có bạn trai, có thể cho anh làm quen để tìm hiểu em được không? Nếu bạn đơn thuần thấy cô ấy dễ thương và muốn tìm hiểu để đi tới lâu dài, chứ không phải chỉ để quan hệ, thì cứ chân thành nói: anh thấy em rất dễ thương, em có thể cho anh làm quen được không? Nhưng nên nhớ, một cô gái xinh đẹp chắc chắn đã quá nhàm chán với những người tới với họ chỉ vì sắc đẹp của họ. Tương tự, một cô gái tài giỏi cũng đã được nghe những lời khen về khả năng của họ hàng ngàn lần rồi. Hãy khen họ về một điều gì đó thật đặc biệt, một điều đúng về họ nhưng ít chàng trai nào để ý tới, để thể hiện rằng bạn thực sự chú ý nhiều hơn chỉ bề mặt bên ngoài của cô ấy. Tin tôi đi, nếu bạn thực sự thích cô ấy, bạn sẽ làm được điều này. Còn nếu trong đầu chỉ nghĩ được là vì cô ấy xinh, gầm cao, may thoáng, dáng thể thao, thì bạn cũng chỉ giống bao thằng con trai lợi dụng thể xác khác mà thôi. Kết luận, thả thính là việc của thiên hạ. Việc đớp thính hay không là quyền quyết định của chính chúng ta. Đừng vội trách người ngoài, mà hãy thay đổi cách nhìn nhận của chúng ta về những hành động của họ. Các chàng trai, thay vì dồn công sức của mình vào những mánh khóe, chiêu bài để có được những người mình muốn, hãy đầu tư vào việc nâng cao giá trị đích thực của bản thân mình, để những giá trị ấy tự tỏa sáng, để các cô gái bị hấp dẫn bởi chính con người của bạn, một người đàn ông đầy tự tin và bản lĩnh. Chỉ có khi hai người thực sự tìm hiểu rõ về con người thật của nhau thì mối quan hệ tình cảm mới được bền vững và lâu dài. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.